chào tất cả mọi người nha. Xin mời mọi người cùng đến với cái lô đào đầu tiên ở mùa Tết năm 2023. Đây, cái lô đào này rất là đẹp, nhiều nụ, thân mập, tay rụt. Ai có nhu cầu thì liên hệ với tôi 0977 662 447. Tôi là Tuân ở Mường Lát, Thanh Hóa nha. Số này có Zalo, liên hệ để xem thêm ảnh nha. Này, đào đá này. Cành này cũng đào đá này. Cái cành đào đá này là họ đang báo giá tôi là hơn 8 triệu một cành. Đấy là hai cái cành đào đá lấy ở Lào về nhé mọi người nhé. Đây, cành đào đá này. Tay rụt, mập, nhiều nụ. Ai thích buôn sỉ thì liên hệ tôi, còn lẻ thì cũng được, thì tôi ship ở khu vực nào nó thuận tiện thì tôi nhận ship được là tôi sẽ ship, còn chỗ nào không có khả năng ship thì tôi cũng từ chối luôn từ đầu, nói cho nó dễ, cho mọi người dễ liên hệ. Trong cái lô này thì có mấy cành to đẹp, còn các cành này thì bé hơn chút. Cây này còn có cả thân cây tầm gửi ở trên nữa. Tán hơi thưa đó. Đây, tán này cũng đẹp này. Này, cắm lục bình đẹp. Nụ này. Các cái này thì cành bé, mảnh khảnh. Thế quay nhanh một lượt cho mọi người cùng ngắm. Đây là những bông hoa. Trắng phớt hồng, phớt hồng. Hôm nay là ngày mùng 9 âm, mùng 9 tháng chạp, ngày 31 tháng 12 năm 2022, tức là ngày mùng 9 tháng chạp. Đào năm nay, hôm nay mới bắt đầu, hôm qua mới bắt đầu ra được một ít ở trong bản ra, vậy lấy từ Lào về. Thế nhà ai có nhu cầu thì liên hệ nha. Đây có mấy gốc to, gốc này to.
dùng để tiền sảnh công sở là quá đẹp. Đấy nha, xin chào tất cả mọi người nha.